Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của cô Ngân. Thì ngày hôm nay trước khi đi vào clip thì cô Ngân sẽ giới thiệu cho mọi người đó là fanpage của cô Ngân. Thì fanpage của cô Ngân là cô Ngân TV. Mọi người cô thì sẽ thường xuyên livestream ở trên đây vào buổi chiều nha mọi người, từ lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều. Thì mọi người nhớ ghé fanpage trên Facebook và like và ủng hộ cho cô Ngân nha, để mỗi lần cô Ngân livestream thì sẽ có thông báo và mọi người vào xem ủng hộ cho cô Ngân nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với clip của ngày hôm nay nào. Người có nhu cầu mua ạc Liên Quân, ạc Wi-Fi giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com để ủng hộ cho cô Ngân và Gaobet. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Mọi người đã đến với kênh của cô Ngân. Hello, subscribe. Thì ngày hôm nay cô Ngân sẽ quyết định là đi test thử cái con báo bóng đêm này nha, xem thử nó đần được bao nhiêu khi mà mình chơi cả ba lô ma và cả con báo này nha. Thì báo này nó có chức năng là sẽ tăng ba lô cho mình. Thì bình thường cô Ngân khi mà chơi thì cô Ngân không có bỏ ba lô ma vô đâu mọi người, không cần ba lô ma luôn, chỉ cần dắt theo con báo này thôi là đủ lượm đồ rồi nha mọi người. Thì bây giờ cô Ngân sẽ test thử một trận là vừa mang con báo đốm này, tức là bố bạc mẹ Ngân, đi để xem thử là nó có tác dụng như thế nào nha mọi người. Ủa, có hai thằng địch nha mọi người. Có hai thằng địch ở đây nha. Hello bạn ơi. Hello. Trời ơi, bắn nó không trượt phát nào. Nó không trúng phát nào chứ nhầm. Hello. Bạn ấy kìa. Bạn ấy ra rồi, sấy. Đừng để bị gãy. Ồ, xong rồi. Xong cô Ngân rồi. Trời ơi. Ôi là lượm đồ. Con này lượm đồ phải vãi, có ba lô ba luôn rồi mọi người ơi. Ôi, trời ơi, lượm cả thế giới luôn mọi người ơi. Chuẩn bị lượm cả thế giới rồi. Với con nhân vật này thì con Ngân có thể lượm cả thế giới rồi mọi người ơi. Ôi, giàu rồi mọi người. Giàu rồi. Đúng rồi, băng kèo luôn mọi người. Ở đâu vậy? Trời ơi, có ba lô ba luôn. Rồi thêm con báo đốm này nó tăng thêm ô lượng đồ nữa. Và ba lô ma của cô Ngân thì đã lên level 6 rồi nha mọi người. Con báo này cũng level 6 rồi mọi người. Lượm cả thế giới luôn mọi người. Có bẹp mẹ Ngân lại đây con. Con. Ui. Trời ơi, lúc cả thế giới luôn mọi người ơi. Ôi, không sợ. Không sợ, không có gì là không thể lúc nha mọi người. Ôi. Cái gì cũng level 6 là có thể được hết. Kiếm katana. Thấy con Ngân phối đồ đẹp không? Trời ơi, nhìn bảnh tỏn chưa? Nhìn xinh chưa? Hai mẹ con nhìn xinh chưa? Lại đây con. Ôi ôi. Đi kiếm địch giết nào con. Ôi, có con rồi, để nó cầm đồ phụ đó mọi người. Đi shopping là có phải có con để cầm phụ đồ. Đó, Garena chủ yếu nó như vậy đây. Nó ra này với thông điệp là như vậy đấy mọi người. Đi shopping là phải có con cầm phụ đồ. Đó.
với hộ Galena nha. Nó bơi dưới nước không được hay sao á mọi người? Đâu rồi? Đâu rồi? Hello, con rịch không? Và con báo này thì được cô Ngân được Gao Bẹt mua cho mọi người. Mua cho nha mọi người. Thì Gao Bẹt đã up cho cô Ngân đó là lên level 6 luôn. Còn level max nha mọi người. Level 7 mới là level max nha. Level 7 hình như là được. Ui, 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 đang bắn nhau mọi người. Quá, quá, quá. Súng nó làm gì để mình phải bắn bạn luôn nhờ con nhờ. Ôi lúc cả thế giới luôn nha mọi người. Để con ngon con, cái này là full đồ rồi nha, lượng full đồ đó. Hello, con có lẽ là bỏ ra bớt để lượng thêm máu nha mọi người. Trời ơi, 300 mấy viên đạn súng trường, gần 200 đạn viên đạn tiểu liên, 8 quả bom keo và 7 bình máu, phải đó chứ. Máu nhiều mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Trời ơi, gần cả 40 ô để đựng đồ. Phải cái chứ. Chịu sao nổi trời. Này là đi mà mỗi lần mà đi tìm với thành viên khác á. Trời ơi, bao lao la đồ cho đồng đội luôn nha mọi người. Ôi quẩy lên con. Lại đây con ơi. Ôi trời ơi là ba lô. Ôi chạy vô bo lẹ nào. Bo tới đít rồi. Let's go. Let's go. Mọi người ơi, trời ơi, ba lô ba kết hợp với ba lô ba level 6 và kết hợp với lại là con báo gì bố bẹt mẹ ngưng. Trời ơi, thì lúc cả thế giới luôn nha mọi người. Ôi đã vậy còn level 6 luôn chứ. Trời ơi, gần mát luôn mọi người ơi. Đồ bao la, không còn thiếu đồ luôn mọi người. Lúc bao nhiêu cũng được. Mái cái chứ. Lịch đâu hết rồi. Trận này đầy đủ đồ mà không được top 1 là buồn lắm mà nhiên. Hello, 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 hello. Đầy đủ đồ luôn á mọi người. Ủa nó chiếu cái đó là nghĩ là sao vậy ta? Ủa có cái hình chỗ đó là cái gì vậy ta? Có trời hiếu. Hình chỗ đó là nghĩ sao là sao vậy mọi người? Ủa cái gì vậy? Có trời heo, con không chả hiểu chuyện chi hết. Địch đâu hết rồi, còn có 15 thằng dài, 14 thằng dài. Vòng bo tuốt ở trên kia luôn. Xe lắc xe lơ. Nội chạy bộ thôi là hết hơi rồi. Để dậy. Trời ơi. Con báo đốm nó cũng mệt. Vợ con Ngân cũng mệt nữa. Trời ơi, tuốt ở bên kho quân sự luôn mọi người ơi. Dành cả thanh xuân, dành cả thanh xuân để chạy bo mọi người. Hello. Trời ơi, thấy có người yêu sướng chưa? Trời ơi, được mua đồ cho mọi người, mau kiếm người yêu trong game đi. Có thể người ta sẽ sắm đồ cho mình đấy. Nhờ. Sắm cho một con thú về chơi, nuôi. Dắt nó đi chơi nè, thấy chưa? Dắt nó đi lượm đồ nè, dắt nó đi shopping mà có thể lượm đồ shopping đạn nè. Ui, có người phía dưới nha. Rồi chạy túc túc nữa chứ. Phải cái chuyện hút thầm mà mọi người. Ui đông 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 đông.
nha mọi người. Nó lúc được thính rồi mọi người. Có lẽ như là phóng lượng nó mới lúc hết trong đó được. Con Ngân phải lên đồi mới được. Let's go, let's go, let's go, let's go. Còn 9 thằng nha mọi người. Liệu với con này thì mình lúc hết được bản đồ, mình có ly được hết bản đồ hay không? Ôi. Để lên bo nào. Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, it's me. Dưới đây vẫn còn đồ luôn nha mọi người. Ôi không ai, không ai nhảy ở đây để lúc đồ luôn. Hello, hello. Có ai hay không? Con Ngân tới đây. Mọi người nha. Hello, con Ngân đây. Tát con Ngân đây. Hello. Địch ơi, địch ơi, địch à, địch ơi, địch à. Con Ngân đây, đây. Thế ai thế thì thính đi. Còn có 4 thằng à. Liệu có lấy được top 1 cho con Ngân trong ngày hôm nay hay không? Hello. Đấy liệu hồi nãy con Ngân phải xuống kia để dự đoán con bo tiếp theo, để con Ngân phải chạy vào bo trước. Trời ơi, con Ngân suy tính sai rồi mọi người ơi. Đấy liệu phải có được dự đoán con bo thì mình mới dễ top 1 hơn chứ. Đúng không con? Đúng không? Bố bẹt mẹ Ngân. Ôi thấy tên vậy thôi. Ôi. Nó tự hạ nó luôn. Và cả trưởng. Thế là con Ngân dép chống nổ. Con Ngân đi luôn rồi. Phá cái chữ. Thanh niên. Thanh niên cầm phấm lờ và tự bóp. Trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, bom kêu. Trời ơi. Bom nổ. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Trời ơi, 14 quả bom kêu. Phá cái chữ. Trời, bom kêu không cũng được. Thanh niên đâu hết rồi, lên đây chơi nè. Trời ơi, lại một thanh niên tự bóp. Phái cái thương nó sợ mẹ con mình con ơi. Nó tới nó tự tử luôn. Đúng mấy thanh niên. Thanh niên cầm phóng lựu rồi tự bóp luôn. Ta dép chống nổ nha. Ta không phải dép vừa đâu nha. Nó tự tới nó tự tử trước mặt mẹ con mình luôn con ơi. Phái chứ. Phèn mấy thanh niên tự bóp. Hài. Ủa. Còn ai cầm phóng lựu nữa không? Lên đây luôn đi. Còn hai người, hai thanh niên, liệu cô Ngân có lấy được top 1 trong ngày hôm nay hay không? Đủ đồ không còn lúc nữa luôn á. Thu rồi kìa, chạy bo đi. Hiểm quá à.
tôi, đừng ai thấy tôi, mình đã thấy thằng kia rồi. Nó cũng phải chạy bo thôi. Chạy bo đi. Hello, bạn ơi. Còn một thanh niên nữa nha mọi người. Trời ơi, top 1 rồi mọi người ơi. Quẩy thôi con, quẩy lên con. Quẩy lên. Con quẩy lên với mẹ nè con, quẩy lên. Đó, quẩy lên. Ok, clip đến đây đã kết thúc nha mọi người. Thì cô Ngân khuyên là mọi người nên sắm cho mình một con bít này đi. Có một kim cương thôi đấy, thì có thể là sở hữu cho mình là khỏi cần ba lô ma luôn nha mọi người. Ok, clip đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo.